Em bán con này hơn 100 triệu nhá. Mà là xe Mỹ luôn. Lộ ngoại thất của xe nhìn rất sang và rất sáng. Đây các bác xem, nội thất bên trong của nó này. Đây, nội thất đây, đẹp chưa? Chỗ này bằng chất liệu da nhá. Chất liệu da đấy ạ. Và chiếc xe này cũng đã được thêm một cái màn hình Android đây rồi các bác này. Đấy. Rồi có cam hành trình đây rồi nhá. Đăng kiểm tháng 6 năm 23, vẫn còn rất dài. Còn đây là chìa khóa. Các bác nhìn xem, nó tích hợp cả khiển cửa luôn. Rồi đây là vô lăng. Các bác nhìn xem, có túi khí an toàn. Vô lăng 4 chấu và vô lăng của xe thì vẫn còn ok đẹp đúng không ạ? Xe trang bị là có hai túi khí an toàn các bác nhé. Điều hòa nóng lạnh đầy đủ. Con xe này với hộp số là hộp số sàn. Đấy, mang thương hiệu từ hãng Ford. Có tên là Focus các bác nhé. Máy 1.6 thôi. Khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nhiên liệu của chiếc xe này nó cũng chỉ ngang với lại những chiếc xe Lacity hay là nó chỉ hơn Vios có một tí thôi các bác nhá. Vios 1.5, con này máy 1.6 mà. Với cái phần form dáng của chiếc xe này là sedan 2 đầu. Đấy. Bên ngoài thì các bác thấy là thiết kế với nước sơn là màu đen và có na răng đúc, phanh đĩa 4 bánh. Lốp của xe thì vẫn còn dày. Đấy, lốp dày các bác nhá. Biển 34, người ở trên thành phố Hải Dương dùng chiếc xe này và bây giờ đã bán lại cho bên em rồi. Đấy, biển số khá đẹp luôn đúng không ạ? Dòng này chạy sướng rồi, chắc rồi. Và rất là đầm xe các bác nhá. Rất đầm xe. Rất đầm xe luôn. Lốp dày đây. Lốp dày là cả bộ các bác nhìn xem. Nó là cả bộ luôn. Xe này các bác mua về cứ thế dùng, cứ thế đi thôi. Xe hơn 100 triệu thôi nhưng mà xe vẫn còn chạy tốt lắm các bác ạ. Các bác mua chiếc xe này về thay một chiếc xe máy SH thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? SH bây giờ cũng hơn 100 triệu mà. Mua chiếc xe này về đi thay xe máy, thay những chiếc xe SH thì quá tuyệt vời đây. Ngồi 5 người liền. Xe thì không có liên hạn sử dụng, dùng mãi mãi luôn các bác nhá. Tránh mưa, tránh nắng, tránh rét, tránh tai nạn giao thông là tuyệt vời luôn. Đấy, mua con này về thay xe máy là các bác đúng bài luôn các bác này. Đấy, đèn đây, đèn của xe cũng rất là đẹp đây. Có những cái mắt cảm biến lùi chống va chạm ở khu vực phía sau xe này các bác nhá. Đấy. Na răng của xe thì sơn màu đen, bác nào cũng thích màu đen có thể chuyển thành màu khác, rất đơn giản thôi. Gương kính điều chỉnh điện. Đấy, 4 cánh đều có công tắc kính chỉnh điện cả các bác nhá. Và có cửa gió thổi về hàng ghế đằng sau đây các bác này. Dòng này chạy thì đầm chắc rồi, vì tôn vỏ nó rất là dày, cứng chắc. Đấy, thân vỏ nặng các bác nhá, nặng, chạy rất là chắc xe luôn. Đấy, hơn 100 triệu tí thôi. Các bác mua được cái chiếc xe Focus 2007 số sàn, máy 1.6 này rồi các bác nhá. Bây giờ thì em quay nhiều hơn một chút, kỹ hơn một chút để các bác thấy được độ đẹp của chiếc xe Focus này của bên em. Các bác quan tâm đến chiếc xe này thì đến với siêu thị Đồ Hải Dương. Bên em đang hiện tại đang có là hơn 100 chiếc xe các loại các dòng các bác nhá. Tầm tiền trên dưới 100, trên dưới 1 tỷ đồng, rất nhiều luôn. Vâng. Bây giờ thì em quay chi tiết này các bác này. Về lỗi là không có đâu các bác nhá. Xe không lỗi đâu, không lỗi tai nạn, đâm đụng hỏng nước đâu các bác nhá. Con gì anh nhỉ? Con vàng em để trong hộp chỗ quạt đấy. Vâng vâng, bây giờ sẽ thay cho em. Hỏi giá thay cho em. Vâng. Ok nhá, thì các bác xem này. Đây, cái phần keo chỉ các bác nhìn này, nó vẫn còn đây. Và những cái phần tắp đi cánh cửa đây nó vẫn còn, các bác nhìn này vẫn còn sáng đẹp này. Đấy, đồ nhựa, đồ da của nó vẫn còn ok đây này. Đấy, ok đúng không ạ? Bốn kính điện, gương kính, điều chỉnh điện nằm tất tần tật ở đây cả các bác nhá. Âm thanh loa đài thứ hoạt động đầy đủ hết. Khung gầm thân sườn của xe là không bị mục mọt nữa các bác nhá. Không mục mọt gì cả đâu. Cột kèo đinh tán của xe là vẫn còn nguyên zin. Răng ở đây các bác nhìn xem, răng nó vẫn còn đẹp này, nó vẫn còn đẹp nguyên này. Đấy. Đấy, những cái đinh bấm của nhà máy đây các bác nhìn thấy này, nó vẫn còn nguyên này. Đây là công tắc bấm chỉnh đèn. Đấy, đèn. Táp lô này bằng chất liệu da nhá. Và cái kia đấy, cái cục kia là để báo cảm biến lùi nhá. Khi vào lùi nó sẽ kêu tít 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 tít. Được không? Bộ ghế da của xe này nó cũng còn đẹp, không bị rách. Không bị rách các bác nhá. Không bị rách. Cái chỗ này là mình ngồi cho nó thoáng, cho nó thoáng mông hơn, không bị bí, không bị mồ hôi. Vâng. Trần của xe thì đó là trần nỉ rồi. Đây trần nỉ đây các bác này. Đây trần nỉ của xe vẫn ok. Chúc là hơn 100 triệu chiếc xe này em thấy là cũng tương đối là lên dùng. Tương đối là dùng. Tất nhiên thì các bác mình tầm tiền này mình cũng có mua được một số dòng xe khác đúng không ạ? Thế nhưng mà chạy dòng này nó chắc hơn, nó sướng hơn các bác ạ. Nó sướng hơn như là Lacity, như là Gentra, như là Vios. Nó
một số dòng xe sedan hai đầu mà tầm tiền đấy ạ, thì tầm tiền và tầm đời số sàn đấy, thì em thấy dòng này chạy sướng này. Đây các bác nhá, hơn 100 triệu thì em có cả là Mazda 6 nữa. Mazda 6 thì đời nó thấp hơn, cũng tầm tiền chiếc xe này nhưng mà đời nó sẽ thấp hơn các bác nhá. Các bác xem cái đồ nhựa, đồ da của cái cánh cửa tiếp theo đây các bác nhìn này. Đấy, đây, chỗ này bằng da này, đây, bằng da, bằng nhựa các bác nhá. Máy số ngon lắm. Mua con này về các bác mình cứ thế đổ xăng là vi vu chạy thôi. Khi đóng cửa lại thì nó sẽ như thế này, các bác xem luôn. Các bác đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ thì đến bên em. Bác nào mà chưa đến ngay được thì hãy đăng ký kênh, đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, rồi nhấn follow kênh Fanpage các bác nhá, nhấn follow TikTok nữa, dạ vâng, để xem thêm và đồng hành với bên em trong những thời gian tiếp theo, thời gian tới các bác nhá. Xin cảm ơn ạ. Đây là phía sau, như là cái phần đèn của xe, đèn đây các bác nhìn đây, đèn nó rất mới nhá, và cốp của nó là cốp đựng được rất nhiều đồ, dòng sedan hai đầu mà. Khu vực này là khu vực cho mình để đồ này, còn khu vực đầu trên kia là khu vực động cơ, khoang máy của chiếc xe các bác nhá. Đây, xe hơn 100 mà được như này là ok rồi đúng không ạ? Những cái gioăng này của nó rất là dày luôn các bác nhìn này. Rất to và rất là dày đúng không ạ? Đồ nhựa của nó quá ok luôn. Đấy, ok luôn nhá. Đây, có cái chỗ này nó hơi sức một tí này. Nói chung là mua cái dòng này thì rẻ thôi, hơn 100 nghìn, à quên, hơn 300 nghìn thôi các bác nhá. Hơn 300 nghìn là có rồi. Rồi đây nhá, đây, các bác xem. Rồi, đóng cửa lại. Vâng, kính của xe đã bọc dán và lẹp kính của xe thì ốp lốc rồi, ốp lốc rồi các bác nhá. Đây các bác xem ở chỗ này nữa. Đấy, đây, ok chưa ạ? Vâng, các bác xem thêm chỗ nào thì báo bên em để bên em gửi hình cho các bác mình xem thêm nhá. Vâng, nó đây, đây phần tắp lô này em thấy khá là đẹp mắt này, thiết kế đẹp đúng không ạ? Có cái chỗ này thì cái viền này nó bị gãy nhá. Ôi, em động vào nó gãy tuột rồi. Mình thiết kế cái viền khác được các bác ạ, thì đơn giản thôi. Một là mua thì nó có 100 nghìn thôi mà các bác nhá. Đấy, vâng, nói chung là có mấy cái lặt vặt đấy thôi chứ còn không có gì mà đáng kể đâu, không có gì đáng ngại đâu các bác nhá. Vâng, đấy, nội thất bên trong của chiếc xe đấy ạ. Dòng xe Mỹ này thì nó chạy sướng rồi đúng không ạ? Dòng này phụ tùng nó nhiều sẵn nhé các bác nhá, không giống như một số những dòng xe Ford khác đâu. Dòng Ford này đồ đạc phụ tùng nó rất là nhiều luôn. Đèn đóm sáng đèn. Rồi vâng, đồng. Vâng, đồng. Vâng đây nhá, các bác xem nhá. Đợi em tí, đợi em tí em quay xong rồi. Vâng đây các bác xem cho em phần vỏ xe khi em đóng cửa lại đây. Các bác nhìn đây. Vâng, đây nữa này các bác này. Gầm của nó đẹp chưa? Riêng cái dòng xe này thì gầm nó thì không chê được đâu các bác ạ. Vâng, gầm của dòng này nó dày lắm, nó cứng lắm, để mà mọt hay là mục hay là làm sao bị móp méo là rất là khó luôn các bác nhá. Cả có va chạm gì đá bắn lên hay là bị chạm vào cái phần lốc lề đường đi thì nó cũng không ấy đâu. Vâng, nó cũng khó mà biệt các bác nhá. Bây giờ thì em mời các bác xem đến cái phần khoang máy đi, động cơ khoang máy các bác nhá. Đấy, máy của dòng xe này thì phải mở bằng chìa khóa, mình cắm vào đây này, cắm vào đây để mình đưa lên các bác nhá. Rất là vừa cầm điện thoại không biết là có mở được cái cốp ra không đây này các bác. À, được rồi. Đây. Thường hai tay thì mở sẽ dễ hơn. Và đây là phần khoang máy các bác này, máy dòng này thì các bác nhìn xem này, nó khô đúng không ạ? Bốn máy các bác nhá, máy xe rất là khô luôn này. Máy đổ êm lắm, máy số thì ngon rồi, các bác yên tâm về máy số chắc là nhá.
mọi chỗ đi là ngon luôn. Video về chiếc xe Ford Focus này em cũng làm tới đây là xong rồi. Thì bác nào mà đang quan tâm, đang đứng chân, đang có tầm tiền trên 100 triệu đồng thì các bác mình đến xem xe này nhé. Và em có mấy xe nữa, em có mấy xe nữa để cho mình chọn lựa cơ. Và đây là địa chỉ bên em, 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương nhé các bác nhé. Và số điện thoại của bên em là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389, và số hotline và số bên em đang dùng Zalo luôn các bác nhé. Bên em có thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ và có đổi xe nhá. Có xe gì các bác mình không đi đến, bác mình mang đến đây em đổi cho, đổi với giá tiền hợp lý cho mình luôn. Có ship xe, chuyển xe, giao xe tận nơi tận nhà, có hỗ trợ sang tên đổi biển cho toàn thể các bác mình bất cứ đâu, bất cứ đâu luôn đấy ạ. Giá bên em đưa ra thì vẫn còn thương lượng nhá, cái giá mà bên em sẽ ghi ở tiêu đề đấy, hoặc là báo cho mình một cái mức giá để cho mình biết đấy. Còn bác nào mà nếu mà vào việc thì bên em sẽ bớt thêm, các bác mình cứ alo hai bên thương lượng giá vào việc chiếc xe này các bác nhá. Vâng, video này em quay xong rồi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em. Cảm ơn ạ.